Và tiếp nối chương trình sẽ là chủ đề công nghệ với người phụ nữ làm truyền hình. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một người bạn của Nhã Phương là phóng viên, biên tập viên Ngọc Quý và đồng thời cũng là host của chương trình Cà Phê Tách ngày hôm nay. Chào Nhã Phương, ngày hôm nay thì rất là vui được đón Nhã Phương đến tham quan nhà của Quý trong một ngày cuối tuần rất là đẹp trời như thế này. Mà cũng xin lỗi Nhã Phương là tại vì Quý thì mới đi dẫn về cho nên là đồ đạc cũng còn hơi lung tung chút xíu. Đồ này là đồ của Quý đi dẫn hả? Như vậy luôn hả? Đúng rồi, thì Phương làm MC thì cũng biết đúng không? Có những lúc mà mình làm những cái chương trình mình phải quay rất là nhiều số trong một ngày, có khi 10 số, 15 số thì mình phải đem mười mấy bộ đồ, có khi là 20 bộ đồ đem đi theo. Đồ nhiều như vậy chắc cực lắm không Quý? Thì chắc là nếu mà trước đây ấy, thì mình nói là cực chứ bây giờ Quý thấy bây giờ dễ lắm luôn á. Bây giờ có sự hỗ trợ của các cái thiết bị công nghệ rồi. Mà Phương biết không, hồi trước đây á, làm nhà Quý là phải sử dụng hai cái máy giặt thì mới giặt được hết đồ. Nhưng mà bây giờ công nghệ hiện đại lắm rồi, bây giờ chẳng những có máy giặt, có cả máy hấp để công việc của mình nó đơn giản hơn, thuận lợi hơn. Mà máy giặt hiện tại cũng có lồng giặt đôi á, là tức là một chiếc máy đó thôi mình bỏ một cái lượng quần áo gấp đôi, tại vì nó có hai lồng giặt thì như vậy là sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều, mình chỉ ngồi mình hưởng thụ cuộc sống. Thì Quý là mới lập gia đình nè, vậy thì công việc là bận rộn như vậy thì Quý làm cách nào để cân bằng giữa gia đình và công việc? Chị em phụ nữ với nhau mình biết ha, mình đi ra ngoài làm rất là nhiều công việc ngoài xã hội, và bây giờ đặc biệt là công việc đặc thù như của tụi mình nữa, thì mình vừa đầu tư cho công việc, mình vừa muốn cống hiến hết mình cho công việc của mình, nhưng vẫn muốn là có thời gian cho bản thân để mình có thể là bù lại năng lượng của mình, tái tạo năng lượng của mình, rồi và quan trọng nữa là có thời gian cho gia đình của mình nữa để giữ cái mái ấm của mình lúc nào cũng hạnh phúc. Mình phải làm tròn rất là nhiều vai trong cuộc sống, như vậy thì áp lực nhiều lắm. Xưa thì mình đi chợ về mình để đồ ăn đồ trong tủ lạnh, có khi mình cũng sợ dù là tủ lạnh thật nhưng mà mình để lâu quá mình cũng sợ nó thiêu nó hư. Mà bây giờ các cái thiết bị ví dụ như tủ lạnh chẳng hạn đi, tối tân và hiện đại hơn rất là nhiều. Một tuần á, Quý chỉ dành thời gian một ngày cuối tuần thôi, mình đi siêu thị rồi mình về mình để hết đồ ăn ở trong đó, rồi mình có thể sử dụng cả tuần luôn. Hoặc thậm chí là có thể dùng chính cái giọng nói của mình để mình điều khiển nó luôn. Bây giờ những cái thiết bị trong nhà Quý chẳng hạn, ví dụ bây giờ là máy lạnh nè, rồi máy hút bụi chẳng hạn đi, hoặc là tivi nữa, là Quý đều có thể sử dụng giọng nói của mình để mình điều khiển nó. Wow, thích vậy hả? Bây giờ Phương thử dùng giọng nói của Phương để Phương điều khiển nó ha. Để Quý vô cái app. Ok, để Phương thử nha. Mở máy lạnh 25 độ. Không phản ứng gì đúng không? Để thử lại với cái máy hút bụi. Máy hút bụi. Bật máy hút bụi. Có vẻ như cũng đâu phản ứng đâu đúng không? Thấy là không có được rồi đó. Là tại vì những cái thiết bị công nghệ này á, đúng là mình có thể sử dụng giọng nói để mình điều khiển, nhưng mà phải là giọng nói đã được cài đặt sẵn vào trong cái ứng dụng này rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì nếu mà chị Ngọc Quý giả giọng của một người khác để điều khiển thì không biết là cái thiết bị thông minh này nó có nghe hiểu được không ha? Nghe thú vị á, thử. Thử nha. TV nha, giờ okay. Mình thử qua TV. Thử nha. Mở kênh HTV 9. Nó lên luôn kìa. Cái giọng của em bé mà nó cũng lên kìa Quý. Vậy người ta mới gọi là thiết bị thông minh chứ. Quá thông minh luôn á. Thì mình cũng thấy là nó thật sự là với những người mà bận rộn như tụi mình á, thì những cái thiết bị công nghệ này bây giờ nó hỗ trợ mình rất là nhiều. Khi mà mình mệt mỏi hoặc là mình ốm chẳng hạn đi, giọng mình cũng không khỏe thì nó vẫn nhận ra. Ngày hôm nay là một cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai MC Cà Phê Tách, thì Nhã Phương đã khám phá ra được những thông tin về công nghệ mới, cảm thấy yêu giọng nói của mình hơn. Thì Nhã Phương nghĩ đây sẽ là một cái thiết bị thông minh mà trong xu hướng gần mà hầu như những cái nhà mà chúng ta là ai cũng sẽ trang bị nó đó không Quý. Và đặc biệt là hỗ trợ rất là nhiều cho chị em phụ nữ mà hiện đại và có cuộc sống bận rộn như tụi mình. Đấy. Đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chào quý vị khán giả.